Hiện nay trên địa bàn xã Song Khê có 215 hộ dân có nhà cho công nhân thuê trọ với 1.800 phòng trọ. Mặc dù các chủ nhà trọ cũng đã được tập huấn về phòng cháy chữa cháy cũng như trang bị bình chữa cháy, tuy nhiên vẫn còn có những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại những khu nhà trọ này. Đây là khu nhà trọ tại thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, giống như chung cư mini với 3 tầng gồm 27 phòng trọ. Tại đây có 35 công nhân thuê trọ làm việc tại các khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng và Vân Trung, huyện Việt Yên. Song tại mỗi tầng của nhà trọ này cũng chỉ trang bị vài bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy. Trước những cái tình hình về cháy nổ xảy ra trên khắp địa bàn cả nước, thì ở đây thì tôi cũng được bên phía công an tập huấn cho những cái chương trình về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo những cái kiến thức cơ bản cũng như là những cái yêu cầu cần thiết khi xảy ra cháy nổ bất chợt. Còn đối với phía về nhà trọ thì về cơ sở vật chất thì tôi cũng trang bị những thiết bị chữa cháy thiết yếu như là bình chữa cháy đặt vị tại vị trí ở các tầng, tại những vị trí thuận tiện nhất để mọi người có thể sử dụng. Bên cạnh đấy thì cũng hướng dẫn đến những cái tất cả những anh chị em công nhân trọ trên trong nhà trọ là cách sử dụng bình chữa cháy khi mà xảy ra tình trạng cháy nổ. Dãy nhà trọ của ông Giáp Viết Dưỡng tại thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê có 12 phòng trọ. Hàng năm chủ nhà trọ được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây trang bị các bình chữa cháy mini, các tiêu lệnh chữa cháy và hệ thống điện nước. Công nhân thuê trọ được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy và nhắc nhở ý thức sử dụng các thiết bị điện an toàn. Đối với gia đình tôi thì đã mua các bình phòng cháy chữa cháy đặt ở các vị trí thuận lợi nhất để khi xảy ra là có cái phương tiện để xử lý nhanh, kịp thời ngay. Thứ hai là chúng tôi đã được tập huấn hàng năm về cái phòng cháy chữa cháy ở địa phương cũng như là đi công ty cũng chúng tôi cũng được tập huấn đầy đủ hàng năm. Đối với những người ở đến đây ở trọ thì gia đình cũng đã thông báo và cho mọi người tập tại nhà về cách phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng bình. Tôi là công nhân thuê trọ ở đây thì được chủ trọ hướng dẫn các cách sử dụng bình chữa cháy cơ bản và khi không sử dụng đến các thiết bị điện chúng tôi tắt đi để đảm bảo an toàn. Trên địa bàn xã Song Khê hiện có 215 hộ dân có nhà cho công nhân thuê trọ với 1.800 phòng trọ. Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, hàng năm công an thành phố Bắc Giang và công an xã Song Khê đã tuyên truyền tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là chủ các nhà trọ. Tuy nhiên về quy hoạch, xây dựng các nhà trọ vẫn còn nhiều bất cập vì chưa bố trí lối thoát hiểm và trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Nhiều chủ nhà trọ và công nhân còn lúng túng trong cách sử dụng bình chữa cháy và thiếu kỹ năng thoát hiểm, do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để là thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi công an xã thường xuyên tuyên truyền qua đài phát truyền thanh từ xã đến thôn cũng như là qua các nhóm Zalo trên địa bàn. Ngoài ra chúng tôi còn trực tiếp xuống từng nhà trọ để trực tiếp tuyên truyền cũng như hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Đến nay thì cơ bản trên 90% hộ có nhà trọ cho thuê đã thực hiện tốt cái điều kiện. Để phòng tránh nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ công nhân, cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng đó cần tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chủ các nhà trọ và công nhân. Qua đó nhằm ngăn ngừa các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng cho tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.